Nhớ lại đó là một hồi 9 tuổi, bố mua được 2 bao than từ ngoài chợ về cực kỳ khó đốt. Bình thường trong nhà lạnh như hầm băng vậy. Có một hôm bố tôi được chú năm hàng xóm gọi sang đánh mặt trược. Trước khi đi bố tôi còn cẩn thận tắt lửa đi để cho tiết kiệm. Khi đó tôi một mình ngủ trong nhà suýt nữa thì bị lạnh đông cứng cả người luôn. May mà đúng lúc này thằng Đản đến tìm tôi rủ đi chơi. Nó vừa vào phòng thì ngây người luôn. Ê Trinh, sao nhà mày còn lạnh hơn cả người đường ấy? Bố tao dập tắt lò sưởi rồi mà tao không biết nhóm lửa. Thằng Đản vừa nghe thì lập tức kéo tôi ra chỗ lò sưởi. Đến nơi thằng Đản mới nhìn thùng than trước xem sao. Sau đó thì bảo tôi đi tìm một số thứ có thể nhóm lửa. Tôi cũng không hề chần chừ, lập tức quay về phòng lật tung hết lên để tìm. Kết quả là lật ra được 2 chai rượu bố tôi cất giữ nhiều năm nay. Trước kia nghe nói thứ này gặp lửa là cháy nên vội vàng đi lấy ra đưa cho thằng Đản. Đầu tiên nó đổ vào trong thùng than nửa chai rồi lắc lắc đổ vào trong lò sưởi. Đậu mà nó một lúc đổ luôn lượng than của 3 ngày luôn. Sau đó thì rút máy lửa ra rồi nhóm lửa lên. Quả nhiên bùng một phát lửa cháy ầm ầm luôn. Một lúc sau cả căn nhà đã ấm hẳn lên. Hai đứa bọn tôi chơi đến tận tối thì nó mới về nhà. Trước khi đi tôi còn đưa một chai rượu chia cho thằng Đản. Nửa bình còn lại tôi đổ nốt vào trong bát rồi chờ bố về mới dùng. Nhưng mà đợi đến tận hơn nửa đêm thì bố mới lò dò về. Bố vừa vào nhà thì hơi nghi ngờ, sao nhà hôm nay lại ấm thế nhỉ? Tôi đắc ý đang chuẩn bị nói cho bố nguyên nhân thì ông lại vui tay đổ nốt thùng than còn lại vào trong. Vì trong thùng còn rượu nên vừa đổ vào nó đã nổ bùng lên, tôi tận mắt thấy bố tôi bị nổ bay ra ngoài. Vừa tiếp đất xong đã bị cái thùng kia rơi luôn xuống mông. Số lửa còn lại ở bên trong hút mông của bố tôi lồi lên một mảng to. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì lửa đã lan ra khắp người bố. Bố tôi đau quá áo áo kêu hét, còn tôi thì sợ quá mà đứng bất động luôn. May mà lửa cũng không lớn lắm, bố tôi vật vã một lúc thì cũng tự tắt. Nhưng mà tôi để ý đến trên mũ bố tôi vẫn còn một ít lửa đang lách tách cháy. Tôi sợ hãi hét lên, bố ơi cẩn thận tóc bố ơi. Bố tôi hoảng loạn vội vàng lấy bát nước ở bên cạnh hắt vội lên đầu. Nhưng kết quả không cần nghĩ cũng biết, đầu bố tôi cháy càng to hơn. Bố kêu áo áo lên rồi vội vàng xông ra khỏi nhà. Tôi cũng sợ bố xảy ra chuyện gì nên cũng chạy theo ngay sau. Đêm đó bố tôi như một ngôi sao sáng nhất trong thôn tôi, vừa chạy vừa gào rít, làm cho rất nhiều người cứ tưởng là sao băng rơi xuống không bọn tôi. Thậm chí có nhà còn kéo nhau lên mái nhà rồi chắp tay về chỗ bố tôi để cầu nguyện. Chạy mãi bố tôi như bị vấp phải cái gì đó rồi ngã ở ngay trước nhà ông ba. Ông ba nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra mở cửa. Tình cảnh trước mắt làm ông hết hồn, không tin vào mắt mình luôn. Quan sát hết mấy giây mới phát hiện là đầu bố tôi đang bị cháy rồi. Ông vội vàng xông về phòng lấy ra một ấm nước rồi tưới lên đầu bố tôi. Tưới xong một phát bố tôi bật dậy như bị nổ, sau đó lại ngã vật ra đất tiếp. Lần này là bố tôi bị ngất thật luôn. Tôi đuổi theo ở ngay sau vừa hay đến đây thấy được màn này. Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều nữa, lập tức dùng ấm nước gọi bố tôi thức dậy. Nhưng mà may là lửa bị dập rồi. Trong lúc tôi với ông ba tưởng là xong chuyện rồi thì giữa thôn có một ngọn lửa vụt lên. Một ngọn lửa bùng bùng lên cháy. Ở xa xa còn nghe được tiếng kêu thảm của hai bố con nhà thằng Đản. Không sai, là thằng Đản nửa đêm tỉnh dậy xong ném nốt bình rượu tôi cho nó vào trong lò sưởi. May mà hai bố con nhà nó cứng mạng chứ không lại làm thôn tôi nổi tiếng rồi.